Xin chào tất cả các bạn, mình là Thái An. Năm nay mình 6 tuổi, hiện tại mình đang học ở trường Marie Curie. Các bạn có biết không, mình rất thích rắn vì nó rất là dài. Mình rất thích cầu vồng vì nó rất là đẹp. Mình rất thích ăn đùi gà và bánh mì vì nó rất là ngon. Mình, tính của mình rất là hiền lành và đáng yêu. Ước mơ của mình là trở thành nhà khoa học. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào.